giống như mình đang đi ở trên Bồng Lai ấy, giống như Bồng Lai tiên cảnh á, nè mờ mịt luôn, đẹp quá. Đây được xem là địa điểm cuối cùng của cực Bắc của nước chúng ta. À, có nghĩa là từ cái cột cờ Lũng Cú chúng ta sẽ di chuyển thêm khoảng hơn 3 km nữa thì chúng ta sẽ đến địa điểm ở đây. À, đây là địa điểm cuối cùng, bởi vì sau lưng bia đó những cái dãy núi đó đó chính là địa phận của Trung Quốc. Mình là người Việt Nam và mình đang đứng tại điểm cực Bắc của Việt Nam mình. Xin chào tất cả các bạn. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn sáng một cái món đặc sản của Hà Giang nhé. Cháu là ở Việt Nam đấy. Dạ, tụi con ở trong Sài Gòn, ở Sài Gòn ra. Dạ. Xa quá vậy. Dạ. Nè, đi ra đây cho biết. Thoạt đầu thì chúng ta nhìn thì có vẻ như là rất là quen thuộc, giống như cái bánh cuốn chúng ta thường ngày chúng ta gặp ở trong miền Nam hoặc là ở Bắc Bộ. À, tuy nhiên, đây được đánh giá là một trong những cái món đặc sản của Hà Giang. Bánh cuốn bỏ vô và cũng tương tự thì chúng ta thấy có bánh cuốn nè, nhân thịt và trong đó có nấm mèo và một phần đây chính là bánh cuốn trứng. Đặc biệt ở phần đây là chúng ta thấy có một cái tô nước lèo và có một cây chả lụa, một cây chả lụa Huế và một cái miếng chả lụa chiên. Chúng ta nhúng vào. Nước mắm ngon quá nè, hãy quá trời ớt luôn. Đây là nước mắm chua ngọt dùng để ăn chung với bánh cuốn. Và ai muốn ăn cay thêm thì chúng ta bỏ ớt sa tế vô, khuấy đều lên và chúng ta bắt đầu ăn thưởng thức. Đây các bạn thấy không, cô quý lắm, cô biết được là từ miền Nam ra đi chơi cho nên là cô cho một cái hũ ớt ở đây nè. À, bởi vì rất là quý nha, ớt này gần 600 ngàn một ký lận. Đó, chúng ta ăn một miếng bánh cuốn nhân thịt chấm vào nước mắm chua ngọt và húp một miếng nước súp rất là ngon. Đây, ớt này tuy nhỏ nhưng mà rất là cay. Đây, xong rồi lấy bánh cuốn trứng chúng ta chấm vào và tiếp tục ăn. Và các bạn nhớ nha, khi chúng ta đi ra ngoài Hà Giang á, chắc chắn chúng ta phải thưởng thức cái món bánh cuốn nước. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục hành trình để đi đến cột cờ Lũng Cú. Hiện thời thì khoảng mới hơn 6 giờ sáng thôi, sương vẫn còn tờ mờ. Khúc đường đi đến Lũng Cú mà các bạn nè thấy không, chỗ nào cũng đẹp hết trơn á, đồi núi chập trùng luôn. Thỉnh thoảng có những cái quán nước nhỏ nhỏ cũng rất là xinh xắn ha. Chúng ta có thể ghé để mà mua nước, mua một số thực phẩm nhỏ nhỏ. Cảnh quan đẹp quá nè các bạn. Trời mắt lạnh luôn. Không khí rất là trong lành nha. Quá trời, mây bay 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 bay. Mây bay bay khắp nơi, mù mịt sương gió luôn. Mệt quá. Thấy mây bay kìa. Ôi, chậm chỗ này mây. Thấy nó bay không? Xuất sắc. Và cuối cùng mình cũng đã chạm được mây. Đây, cuối cùng cũng được săn mây. Cũng được săn mây. Mây bay 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 bay. Ở đây mới nhiều mây. Đúng rồi. Quá tuyệt vời luôn. Mây mờ mịt luôn. Quay có thấy bay không? Quay chụp máy có thấy mây bay 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 không? Không thấy mây bay nhưng mà thấy mây. Tối thui. Tối thui. Không thấy gì luôn. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Tuyệt vời. Ôi, cái cung đường này quá tuyệt vời luôn. Mờ mịt luôn, không thấy gì dưới cung đường luôn. Đường một hàng chứ nó đẹp lắm mà không thấy gì. Mây nó che hả? Đây, mây nó bao phủ rồi nè, nó thui luôn. Thật ra là trời không có chuyện mưa mà là do mây. Ơi lạnh, lạnh nha. Thấy bay bay không kìa. Mày bay 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 bay. Không thấy gì ở dưới thung lũng hết. Mày bay 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 bay. Ở chỗ này thung lũng đẹp lắm nè.
đẹp quá. Hi, xin chào tất cả các bạn. Hiện thời thì mình đang trên cung đường đèo để đi qua Lũng Cú, cột cờ Lũng Cú á. Thì trên cái khúc đường này nè, các bạn thấy không, tuyệt vời không, mờ mịt luôn. Thì thật sự ở đây chính là mây đó. Tại nhưng mà khi mà mình đứng tại chỗ này á, thì mình không có cảm nhận nó rõ ràng. Nhưng mà đi khoảng chừng 8-9 mét là mình đã thấy mây nó mờ mịt, mình thấy nó bay như thế nè. Đây, rất là tuyệt vời luôn, quang cảnh quá đẹp luôn. Cái chỗ mà cái khúc đường đi qua cột cờ Lũng Cú xuất sắc, quá đẹp luôn nè các bạn, thấy không? Ôi, mà đặc biệt nha, những cái cua như thế này nè, bởi vì mây nó tồn động ở đây nè, nó động ở đây cho nên là cái mặt đường ở đây nó bị ướt. Đấy, nó bị ướt như thế này nè, cho nên là khi mà chúng ta di chuyển á, thì chúng ta phải chạy xe, đặc biệt là đi xe máy á, chúng ta phải cẩn thận thiệt nhiều. Đây các bạn thấy nè, wow, quá đẹp. À, đặc biệt nè, những cái khu vực khác á, mình còn thấy được những cái quả núi đối diện vân vân kiểu, còn đây là mình không thấy gì với thung lũng luôn nè. Bởi vì ở đây mờ mịt, mây, mình đi từ xa đó là mình thấy nguyên cái cụm ở đây nè, là nó trắng xóa một màu luôn, rất là đẹp. Và mình biết đó là mây, nhưng mà khi mình tới đây nè, mình cảm nhận được giống như mình đang đi ở trên bồng lai á, giống như bồng lai tiên cảnh á, nè mờ mịt luôn, đẹp quá, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Và ở trên đây nha, có hoa sim nè, rồi cây lê nè, nhiều thứ, rất nhiều thứ. Đây, thấy không, mờ mịt rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình đi qua cột cờ Lũng Cú nhé. Đây được coi là cột cờ của quốc gia Việt Nam mình, cái đỉnh đầu của đất nước Việt Nam mình, rất là đẹp. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi qua Lũng Cú nhé. Đẹp quá các bạn ơi. Và bây giờ mình đã tới Lũng Cú được rồi các bạn ơi. Lũng Cú xin kính chào quý khách. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong. Rồi kìa, cột cờ Lũng Cú suốt trên đỉnh núi. Đó, các bạn thấy cột cờ Lũng Cú bên trên không? Rồi, bắt đầu đi lên cột cờ Lũng Cú. Từ từ, từ từ. Wow, có một đoàn du lịch. Go, 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 go. Đây, đường đi lên đẹp quá ta. Ai biết không nhá. Và sáng hôm nay thì có các cô giáo trường mầm non, chắc là các cô này từ Hà Nội lên đây tập một cái bài múa rất là hay trước cột cờ Lũng Cú. Nhất rồi. Về hiệu trưởng người tặng đi. Ơi, giơ tay cao lên. Quá tuyệt vời. Hình như bọn em được quê quân bấm quay rồi á. Mời em quên bấm quay rồi. Cuối cùng cũng lên tới cột cờ quốc gia Lũng Cú. Đẹp quá. Wow, đẹp tuyệt vời luôn. Các bạn thân mến, cột cờ Lũng Cú là một cột cờ quốc gia nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng Long Sơn, có độ cao khoảng 1.470m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Và cột cờ Lũng Cú có lịch sử lâu đời, trải qua nhiều lần phục dựng tôn tạo thì cột cờ mới có hình bát giác và độ cao trên 30m được khánh thành vào ngày 25 tháng 9 2010. À, bây giờ mình sẽ đi lên trên cái cột cờ tuốt trên ngọn á. Đồ. Đủ nhau đông đông nó mới vui. Đây nó không có để số mặt. Trên cái cột này. Đỉnh của cột cờ Lũng Cú. Wow, mát quá. Wow, đứng đây đẹp thiệt ấy. Thấy lá cờ không? Rất là to. Đây, cái lá cờ ở đây to lắm nha các bạn nha. Rất là to luôn á. Đây là trên đỉnh của cột cờ Lũng Cú nè. Đẹp quá. Quang cảnh rất là hùng vĩ nè. Lên rồi.
Hôm nay đâu? Hôm nay đâu? Thích lắm. Này đi mà đỡ sa mạc lên cạnh. Dạ. Ở đây em thấy cũng lạnh. Đây trong Sài Gòn ra. Dạ trong Sài Gòn ra. Đây Đồng Nai. À Đồng Nai. Dạ. Anh ra khi ngày nào? Ngày hôm qua đi lái xe tự lái ra tới đây luôn. Tự lái ra luôn. Giờ đi phượt nguyên từ dưới lên tới đây luôn. Dạ. Đi 8 ngày rồi. À ơi. Vui quá trời. Ở bên kia có cái chùa lớn không? Anh ấy nói lên hồng đẹp quá trời. Là Trung Quốc này nó mờ quá không thấy được. Dạ. Mây sương. Đã chụp chưa? Và bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến điểm cực bắc của Việt Nam, là điểm cuối cùng trên cực bắc. Đây à, sao cái gì cái chuối vậy? Wow. Đường đi ở đây khá gồ ghề. Đường đi dưới đây nguy hiểm quá nè. Không có rào chắn gì hết trơn á. Thẳm. Đá mi nữa chứ. Ủa bên kia là của mình hay là của Trung Quốc là không biết. Thấy hàng gào kìa, hàng gào là vậy là bên kia là cái địa phận của Trung Quốc hàng gào. Wow. Có gào chắn. À, thấy rồi. Ê, chắc là bên bển là địa phận của Trung Quốc nè. Mà công nhận phải nói là các dãy núi ở đây đẹp thiệt đó nha. Ê, chúng ta còn một tí xíu nữa là tới điểm cực bắc rồi. Cố lên. Đường đi đẹp quá. Ê, này đúng nghĩa là đi tới điểm cực bắc một mình luôn. Không có ai mở cửa. Và địa điểm này cũng chẳng có ai luôn. Ừ. Chắc là lúc trước ở đây có dịch vụ tham quan các kiểu mà chắc là vắng người quá. Ồ, có mấy cây đào nè. Kiếm cái đào nè, có tụm qua nè, kiếm cái đào nè, không ra cái đào bự. Còn cái nhỏ không à. Chín chưa. Hôm nay mình sẽ làm tề thiên đại thánh ăn đào, nhưng mà đào ở đây chưa chín, đào long chưa chín. Hình như có trái đào chín rồi nè. Trái lớn rồi nè. Chưa. Đủ quá. Vậy là bên đây là của địa phận của Trung Quốc. Đúng rồi. Có cái rào trắng, có tháp canh, tháp cầm, có đu đồ các kiểu. Đây được cái ơi, mình đi lên bên đây có cái gì không? Các bạn, đây là Lục Cú, đây là điểm cực bắc, địa điểm cuối cùng của Việt Nam mình. Yeah. Ừ. Chắc xung quanh có gì bên kia, đây chắc là địa phận của Trung Quốc. Ừ. Mát mẻ. Và ngày hôm nay Bill rất là vui bởi vì Bill đang đứng tại điểm cực bắc của Việt Nam mình. Đây được coi là cái địa điểm cuối cùng của đất nước Việt Nam mình. Bởi vì sau lưng của Bill đó, những cái quả núi đây nè, chính là địa phận của Trung Quốc. Và Bill đang đứng tại điểm cực bắc, tại Lũng Cú. Có nghĩa là từ cái cột mốc, cột cờ Lũng Cú, chúng ta phải di chuyển sang đây khoảng là hơn 3 km nữa thì chúng ta mới đến điểm cực bắc. Đây là điểm cuối cùng mà hình như là Bill thấy là rất ít người đến đây. Thì hôm nay Bill rất vui được ghé thăm, viếng thăm và đứng tại địa điểm cuối cùng của cực bắc của Việt Nam chúng ta, rất là đẹp và hùng vĩ. Và ngày hôm nay Bill có cơ hội để đến với tỉnh Hà Giang, một cái địa điểm rất là nổi tiếng và rất là đẹp, và hy vọng Bill sẽ tạo ra thật nhiều video clip về cái tỉnh Hà Giang để truyền bá về nền du lịch và những cái vẻ đẹp thiên nhiên của Việt Nam mình nhé. Bill cũng xin chia sẻ cái
quãng đường chúng ta đi. Có nghĩa là cái cột lũng Cú thì chúng ta thấy rất là phổ biến rồi, phần lớn là tất cả các du khách ai cũng đến đó để check-in và chụp hình các kiểu vân vân. Thì muốn đến được điểm cuối cùng, có nghĩa là cột lũng Cú vẫn chưa phải là địa điểm cuối cùng của Việt Nam mình, mà chúng ta phải di chuyển thêm khoảng hơn 3 km nữa thì mình sẽ đến được, đó là điểm cực bắc này. Và chúng ta thấy đó địa phận ở đó, đó là của Trung Quốc. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những cái quang cảnh ở đây nó đẹp như thế nào nha các bạn. Đẹp lắm luôn. Ở đây nè, mây núi chập trùng. Khí hậu ở đây khá là mát mẻ và thỉnh thoảng có mưa rào. Mưa này thật ra không phải là mưa lớn đâu, mà mưa này là mưa mây, có nghĩa là xung quanh ở đây mây rất là nhiều, cho nên là tạo ra những cái giọt nước. Wow, đẹp quá. Chúng ta thấy nè, có một cái cột mốc lũng Cú 23 độ 22 59 vĩ độ bắc. Rất là đẹp các bạn ơi. Mà hiện thời thì Bill thấy hình như là lúc trước có thể đây là một cái địa điểm tham quan, nhưng mà sau này hình như là Bill thấy nó không còn hoạt động nữa hay sao á, mà bây giờ là chỉ có một mình Bill ghé đây thôi, chỉ có một mình Bill, một mình một cõi tại điểm cực bắc ở đây. Thực tế bên ngoài chúng ta sẽ thấy được là những cái dãy núi nè, đó bên kia nè có một con sông rất là đẹp, bên dưới có một con sông, bên kia là chân của Trung Quốc, tại vì tôi thấy có một cái dãy phân cách nó đi thẳng từ dưới đi thẳng lên luôn, chia đôi ra thì phải. Tôi thấy là như vậy rồi. Và bây giờ tiếp tục hành trình, chúng ta sẽ di chuyển qua phía làng Mèo Vạc và đi sông Nho Quế nha. Xin gặp lại tất cả các bạn. Mình là Biểu Sumi, mình là người Việt Nam và mình đang đứng tại điểm cực bắc của Việt Nam. Xin chào tất cả các bạn. Và tiếp tục hành trình trưa nay thì mình sẽ qua Mã Pí Lèng, sông Nho Quế, Bả Vi, Mèo Vạc. Các bạn nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.